Toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trên cơ sở đồng tình từ nhiều bộ ngành, Cục đã báo cáo tổng hợp góp ý về thời gian nghỉ Tết âm lịch 2023 lên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để trình Chính phủ xem xét có quyết định. Theo đó, cơ quan chuyên môn chọn phương án nghỉ Tết âm lịch từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết để trình Chính phủ sau gần một tháng lấy ý kiến. Sau khi đưa ra lấy ý kiến, hai phương án đề xuất nghỉ Tết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận được nhiều ý kiến góp ý khác nhau, thậm chí có đơn vị còn đưa ra phương án thứ ba. Cụ thể, các bộ ngành như Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục theo phương án 1 mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu ra. Bộ Tài chính là cơ quan duy nhất lựa chọn phương án 2, nghỉ Tết 9 ngày. Cũng góp ý về đề xuất nghỉ Tết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra phương án khác là nghỉ 8 ngày. Trong các phương án, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiêng về hướng chọn nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, bởi cho rằng phương án này đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài và hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Khuya 26 tháng 9, người dân sống xung quanh bãi đậu xe cặp quốc lộ 50 ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện khói lửa phát sinh từ một container trong bãi giữ xe, sau đó cháy lan kèm theo tiếng nổ nên đã hô hoán. 5 xe cứu hỏa cùng hơn 50 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sau đó có mặt tại hiện trường. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm vụ cháy xảy ra, không có người trên xe, nhưng khiến 3 chiếc container đậu gần nhau bị cháy lan, thiêu rụi hoàn toàn. Bãi đậu xe xảy ra quả quạng rộng khoảng 1.000 m2, trong đó có trên 40 xe container và ô tô tải. Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều xe đã được di chuyển ra khỏi bãi. 9 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 8.313 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.714 người. Thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong tháng 9 năm 2022, tính từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, toàn quốc xảy ra 825 vụ tai nạn giao thông, làm chết 438 người và bị thương 589 người. Tính chung trong 9 tháng của năm 2022, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, toàn quốc xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.714 người, bị thương 5.546 người. Đường bộ là lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất với 8.206 vụ, làm chết 4.606 người, bị thương 5.524 người, tăng 133 vụ tức 1,65%, tăng 489 người chết tức 11,88%, giảm 112 người bị thương so với cùng kỳ của năm trước. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong ngày 26 tháng 9, các tổ mô tô tuần tra kiểm soát trên tuyến Vành Đai 3 Hà Nội đã ghi hình xử phạt 12 phương tiện vi phạm giao thông. Cụ thể, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình làm căn cứ xử phạt với phương tiện có hành vi đi vào làn rừng khẩn cấp, dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên cao tốc. Trong đó đã có 5 ô tô bị các tổ cảnh sát giao thông địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xử phạt trực tiếp. 7 ô tô khác được gửi thông báo phạt nguội cho chủ xe. Ngày 26 tháng 9 cũng là ngày đầu lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Phòng Hướng dẫn Điều khiển Giao thông và Dẫn đoàn, Cục Cảnh sát Giao thông cùng Công an thành phố Hà Nội dùng thiết bị ghi hình các xe vi phạm để xử phạt. Trước đó, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, các tổ mô tô tuần tra trên tuyến làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc và tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế chấp hành luật giao thông. Hoạt động tăng cường tuần tra bằng mô tô chuyên dụng trên tuyến cầu Thanh Trì Vành Đai 3 nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc trên Vành Đai 3, đoạn từ cầu Phù Đổng, Vành Đai 3 đến ngã tư Hải Bối. Do ảnh hưởng của cơn bão Noru và để đảm bảo an toàn trong thời tiết mưa bão, 5 sân bay khu vực miền Trung sẽ tạm đóng cửa. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng sẽ tạm dừng một số đôi tàu khách thống nhất. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tạm dừng đôi tàu khách thống nhất SE5, SE6 trên tuyến Bắc Nam do ảnh hưởng của bão Noru. Cụ thể, ngày 27 tháng 9, tạm dừng chạy tuyến tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội và tạm dừng chạy tuyến tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn. Tàu SP1 Hà Nội đi Lào Cai vào ngày 30 tháng 9 cũng tạm dừng chạy. Hành khách đi tàu SP1 được điều chuyển sang tàu SP3 xuất phát đi Lào Cai cùng ngày. Những hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp với nhà ga để được trả vé không mất phí. Ngoài ra, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35, SE36 giữa Hà Nội Vinh từ ngày 2 tháng 10 tới. Ở đường hàng không sân bay Chu Lai, Quảng Nam tạm dừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7 giờ sáng ngày 27 tháng 9 đến 6 giờ 59 phút ngày 28 tháng 9. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài của Thừa Thiên Huế, Phú Cát, Quy Nhơn Bình Định, Pleiku, Gia Lai sẽ tạm dừng tiếp nhận tàu bay từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 11 giờ 59 phút ngày 28 tháng 9. Ngoài ra, các chuyến bay đến và đi các sân bay Vinh của Nghệ An, Đồng Hới, Quảng Bình, Tuy Hòa, Phú Yên, Liên Khương, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
cũng dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác do ảnh hưởng của bão. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng. Thưa quý vị, sau những trận bão lũ vừa qua, hàng trăm km bờ biển trên địa bàn Hà Tĩnh đã bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng, tập trung ở các huyện như là Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên. Đặc biệt tại nhiều vị trí bờ biển sung yếu cũng đã bị sóng biển đánh tan quang, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân. Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh là một trong những địa phương mà tình trạng sạt lở và xâm thực bờ biển diễn biến nghiêm trọng thời gian qua. Mỗi năm biển xâm thực vào đất liền hàng chục mét và đã khiến hàng trăm hộ dân phải di rời. Nhiều ngôi nhà và các hàng phi lao chắn sóng ở đây cũng đã bị cuốn trôi. Xã hiện có khoảng 4 km bờ biển bị sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của gần 5.000 nhân khẩu. Chính quyền địa phương buộc phải di rời 1.080 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 100 km bờ biển đang bị xâm thực, sói lở nghiêm trọng, tập trung ở các huyện như Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên. Nhiều vị trí sạt lở bờ biển đã ăn sâu vào đất liền, uy hiếp nhiều nhà cửa, công trình. Trong suốt những năm qua, chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị các cấp ngành trung ương có những giải pháp đề phòng chống sạt lở bờ biển. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí khó khăn, tình trạng sạt lở lại diễn biến phức tạp, nên việc khắc phục chưa được triển khai. Vào ngày 27 tháng 9, Công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ nghi phạm Trần Thị Hương, 62 tuổi, trú tại ngõ 533 Cốc Hạ 2, phường Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Thanh Hóa, lực lượng Công an thành phố phối hợp với Công an phường Đông Hưng thì đã bắt quả tang Trần Thị Hương đang bán ma túy trước cửa nhà mình cho con nghiện. Tại hiện trường, Công an thu giữ 10 gói nhỏ heroin. Khám xét nơi ở của nghi phạm, Công an đã thu giữ thêm 105 gói heroin và 3 cục heroin. Làm việc với Công an, bước đầu nghi phạm này khai nhận đã mua số ma túy trên về chia nhỏ bán cho con nghiện và tổ chức cho con nghiện sử dụng ngay tại trong nhà. Được biết, Trần Thị Hương là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội mua bán ma túy. Dù mới đi tù về đầu năm 2022, Hương lại ngựa quen đường cũ, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án. Cùng ngày 27 tháng 9, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đồng Văn Hiến, sinh năm 2001, ngụ tại thôn 4 xã Đắc Ha, huyện Đắc Cờ Long, tỉnh Đắk Nông, tạm trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Tây Ninh đã phối hợp với Công an phường Hiệp Ninh bắt quả tang đối tượng Đồng Văn Hiến đang có hành vi cho vay lãi nặng, cùng tang vật là 5 giấy chứng minh nhân dân, 3 giấy chứng nhận đăng ký xe cùng nhiều đồ vật khác có liên quan. Qua làm việc ban đầu, đối tượng khai nhận từ tháng 2 năm 2022 đến Tây Ninh thuê nhà sống tại xã Thái Bình, Châu Thành để thu hút người vay. Đối tượng in phát tờ rơi quảng cáo, nếu ai có nhu cầu thì liên hệ điện thoại in trên tờ rơi. Đối tượng sẽ đến gặp hướng dẫn hình thức vay, số tiền vay, không cần thế chấp, chỉ cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe. Với hình thức trên, chỉ trong gần 7 tháng, đối tượng này đã cho hơn 15 người vay tiền, tổng số tiền cho vay khoảng 210 triệu đồng. Số tiền Hiếu thu lợi bất chính trên 54 triệu đồng. Vụ việc đang được tiến hành xác minh làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa phát hiện liên tiếp 2 chiếc xe ô tô chở 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Rạng sáng ngày 26 tháng 9, tại km 159 quốc lộ 3 thuộc tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn, tổ công tác tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30H7-0085 do Trần Đăng Tính, sinh năm 1983, trú tại xóm 3, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định điều khiển. Trên xe có chở theo 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Lái xe cho biết đón 4 người này tại ngã ba thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, về khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, tại km 160+100 quốc lộ 3, thuộc địa phận tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn, tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 19A-13063. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe không chấp hành, bỏ chạy hướng Cao Bằng, Hà Nội. Đến địa phận tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn mới dừng được phương tiện. Lái xe là Hoàng Văn Tăng, trú tại thôn Khuổi Pẩu, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Trên xe chở 4 người, trong đó có 1 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lái xe khai nhận đón 3 người Trung Quốc từ thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và đang trên đường đưa đến khu công nghiệp Ninh Hiệp, tỉnh Bắc Ninh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bàn giao người và phương tiện cho lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Thưa quý vị, ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em trong một vụ nổ súng vào ngày 26 tháng 9 tại trường học số 88 tại vùng Unmutia thuộc Nga. Vụ tấn công này đã khiến 22 trẻ em và 2 người lớn khác bị thương. Lực lượng an ninh và y tế đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường.
Nhà chức trách cho biết thủ phạm đã tự sát sau đó. Đối tượng này được cho là một phần tử theo chủ nghĩa phát xít, mặc trên người áo có biểu tượng của phát xít Đức. Danh tính của thủ phạm đã được xác định. Người đứng đầu nước Cộng hòa Urmutia đã tuyên bố 3 ngày để tang các nạn nhân, bắt đầu ngày 26 tháng 9. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo nhằm vào trường học kể trên. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 26 tháng 9 tại tầng hầm một trung tâm thương mại ở thành phố Daejeon của Hàn Quốc. Ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng hầm và nhanh chóng lan rộng ra khắp trung tâm thương mại. Khoảng 500 lính cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy đã được huy động tới hiện trường. Hơn 100 người đã được sơ tán. 6 trong số 7 người thiệt mạng là nhân viên của trung tâm thương mại này. Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân khi ngọn lửa được dập tắt. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra để tìm nguyên nhân vụ cháy. Những thông tin ban đầu cho thấy nhiều khả năng chiếc ô tô đang được sạc điện trong hầm để xe đã phát nổ và gây cháy. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã kêu gọi huy động tất cả các thiết bị và nhân lực hiện có để giảm thiểu thiệt hại từ vụ việc này. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 9, tàu vũ trụ thực hiện thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh Kepler đã hoàn thành sứ mệnh đâm vào tiểu hành tinh Dimorpho. Sự kiện này đã được phát trực tiếp trên trang chủ của NASA cùng nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ của NASA đâm thành công vào tiểu hành tinh trong không gian, là sự kiện được giới khoa học xem là một phần trong cuộc thử nghiệm tác động tới quá trình di chuyển của các tiểu hành tinh. Cuộc thử nghiệm này được coi là sẽ giúp các nhà khoa học đánh giá liệu có thể làm lệch hướng các tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa tới trái đất trong tương lai hay không. Có những ý kiến khẳng định rằng một cú va chạm vào đúng thời điểm và đúng vị trí có thể ngăn xảy ra việc tiểu hành tinh đâm vào trái đất. Trong phần tiếp theo của chương trình, các sản phẩm từ tre vẫn âm thầm có chỗ đứng trong lòng phố xá với những người tiêu dùng ưa thích truyền thống và muốn tiêu dùng xanh. Lãi suất huy động tiết kiệm online tiếp tục tăng cao khi lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên trên 7% một năm. Chính phủ Nhật Bản mới đây cho biết sẽ bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ du lịch nội địa mới từ ngày 11 tháng 10 đến hết tháng 12 của năm nay. Thưa quý vị, trước đây trong các ngôi nhà, người Việt không khó để bắt gặp những sản phẩm được làm từ tre. Bước sang thời đại bê tông quá, nhựa quá và cả inox quá nữa, giá trị và công dụng của cây tre tưởng chừng như bị lãng quên. Nói là tưởng chừng thôi, bởi thực tế thì các sản phẩm từ tre vẫn âm thầm và có chỗ đứng trong lòng phố xá với những người tiêu dùng ưa thích truyền thống và muốn tiêu dùng xanh. Ghi nhận của chúng tôi tại tỉnh Đồng Tháp. Ghế lót nồi, rổ, thúng, mẹt, đũa và nhiều vật dụng gia dụng khác, các sản phẩm bằng tre như thế này có tại rất nhiều cửa hàng của khu chợ trung tâm thành phố Cao Lãnh. Dù có chút lép vế so với những sản phẩm hiện đại, nhưng nếu muốn mua những đồ dùng được tạo tác từ tre thì khách hàng cũng không quá khó để tìm. Không nghĩ rằng là mình ở thành phố Cao Lãnh mà mình đi mua được những cái loại này, nhưng mà bây giờ vẫn có bán. Người dân rất thích trở lại những cái sản phẩm mây tre này. Bây giờ người ta chuộng về sản phẩm bằng tre chút nhiều á, tại vì rất là nhiều người ta quay về sử dụng những đồ tre. Các cô chú hay lại nói là tôi xài cái này không hà, tôi không có xài đồ mũ được. Tại các cửa hàng kinh doanh nội thất, các sản phẩm bằng tre đang là một mặt hàng được ưa chuộng bởi xu hướng tiêu dùng xanh theo thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Nhà chị hay xài những cái đồ bằng tre này nè, dù cho sản phẩm bằng nhựa vậy nóc gì đó, nhưng mà tôi vẫn xài mà xài bằng tre. Xài bằng tre nó an toàn cho sức khỏe của mình hơn, thân thiện với môi trường hơn. Và tất nhiên, nhờ mang theo những giá trị gắn với lịch sử, văn hóa và cả nét đẹp của tâm hồn người Việt, tre ngày nay còn được chế tác thành các sản phẩm phục vụ trang trí và du lịch. Hiện nay ha, thì cái nhu cầu của người ta là hướng tới những cái sản phẩm mà chất lượng nè. Mình kỳ vọng là cái ban ngành đoàn thể ngồi lại để mà tìm ra những cái giải pháp để mà cho có cái quy hoạch cái vùng trồng tre này để mà người dân tiếp tục làm những cái sản phẩm này. Nếu như tiêu dùng nhiều những cái sản phẩm này thì nguồn nguyên liệu nó sẽ cạn kiệt đi. Thì chúng ta cần phải có nguồn nguyên liệu mới để thay thế. Có thể thấy, giữa lòng phố xá hiện đại ngày nay, tre vẫn âm thầm có chỗ đứng và thậm chí ngày một mạnh mẽ hơn nhờ xu hướng tiêu dùng gắn với truyền thống và môi trường. Thưa quý vị, theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 9 này, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt hành khách, tức là giảm 14% so với tháng 8.
trong đó sản lượng vận chuyển khách quốc tế đạt 712.000 khách, giảm 47,8% so với tháng 9 năm 2019. Sản lượng vận chuyển khách nội địa đạt 3,7 triệu khách, giảm 13% so với tháng 8 năm 2022. Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, việc sản lượng vận chuyển hành khách ghi nhận sự sụt giảm là do thị trường vận chuyển hàng không đã bước vào giai đoạn thấp điểm. Theo thông lệ, giai đoạn thấp điểm vào cuối năm có thể kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm và chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển Tết. Lãi suất huy động tiết kiệm online tiếp tục tăng cao khi mà lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên trên 7% một năm. Vào ngày 26 tháng 9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn đã tăng lãi suất huy động tiết kiệm bằng đồng Việt Nam online ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên là 7,05% một năm, 9 tháng trở lên là 7,2%, 12 tháng trở lên là 7,35%, 24 tháng trở lên là 7,6%. Ngoài ra, đối với chứng chỉ 24 tháng, lãi suất tăng lên từ 7,6% một năm lên 7,75%. Cùng ngày, thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á cũng tăng lãi suất huy động từ 0,2 đến 1% một năm. Lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng từ 4,7 đến 4,9% một năm. 6 tháng là 6,7%, 12 tháng lên 7,3%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt áp dụng lãi suất lên 7,1% một năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,5% một năm ở kỳ hạn 12 tháng. Thưa quý vị, không chỉ được xác định là công xưởng mới của thế giới mà Việt Nam cũng đang dần được xem là một thị trường trọng điểm của nhiều hãng công nghệ lớn từ Apple, Samsung hay là Xiaomi. Trong quý 2 năm 2022, Việt Nam là một trong số những thị trường có kết quả kinh doanh tốt nhất của Apple trên toàn cầu. Theo Counterpoint Research, thị phần của Apple tại Việt Nam đã tăng từ dưới 2% trong quý 1 năm 2020 lên 9,8% trong quý 1 năm 2022. Riêng trong quý 2 năm nay, Apple có mức tăng trưởng lớn nhất ở mức 115% so với cùng kỳ năm ngoái, bởi người dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng các thiết bị cao cấp. Không chỉ với Apple, thị trường bán lẻ Việt Nam cũng là mảnh đất màu mỡ cho nhiều thương hiệu di động khác. Báo cáo mới nhất từ Canalys cho thấy, trong quý 2 năm nay, người Việt đã mua hơn 34.000 điện thoại mới mỗi ngày. Trong số 3,1 triệu smartphone được bán ra, Samsung vẫn là thương hiệu dẫn đầu, chiếm tới 41% thị phần. Xếp sau là Oppo. Xiaomi và Apple chia sẻ vị trí thứ 3 và thứ 4. Theo số liệu do Statista công bố, Việt Nam đứng thứ 10 trên toàn thế giới về tỷ lệ người sở hữu smartphone, với hơn 61 triệu thiết bị được bán ra. Bên cạnh đó, với nền kinh tế số thuộc top đầu khu vực, theo các chuyên gia, nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh tại Việt Nam sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn bị mắc bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn và kéo theo rất nhiều hệ lụy, tiềm ẩn phức tạp về mặt an ninh trật tự. Phản ánh của các phóng viên trên địa bàn của tỉnh Gia Lai. Giữa tháng 9, một người đàn ông ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh trình báo về việc bị đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng. Theo nạn nhân trình báo, chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ về việc nhẹ lương cao nên tham gia app booking, nhận làm cộng tác viên mua bán hàng qua mạng để được hưởng tiền hoa hồng chênh lệch từ 10 đến 20%. Công việc là truy cập vào đường link sản phẩm do các đối tượng tạo dựng trên ứng dụng Telegram gửi đến, sau đó tạo đơn hàng và thanh toán. Việc hoàn tiền diễn ra nhanh chóng với những đơn hàng có giá trị nhỏ, nhưng khi anh chốt đơn hàng có số tiền lớn thì bị các đối tượng đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền, không thanh toán hoa hồng, như cú pháp soạn tin sai, hệ thống bị lỗi và yêu cầu chuyển thêm tiền. Đêm hôm đó thì tôi chơi nhỏ nhặt 100-200, nhưng mà tới chiều hôm sau thì tôi chơi đến mấy chục triệu, trăm triệu. Cứ mức tiền nâng lên cao thì hoa hồng nó càng cao. Thì khi hết hơn 500 triệu tài sản ở trong nhà thì nó bắt nạp thêm 271 triệu nữa thì nhà không có khả năng nữa thì dừng lại, suy sụp hết. Tiền tài đất đai mới bán được để về sửa nhà, sửa cửa thì tôi đã chơi hết trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Người đàn ông trên chỉ là một trong số nạn nhân trên địa bàn tỉnh bị sập bẫy lừa mua hàng nhận hoa hồng khi nhận làm cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki. Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 95 tin báo tố giác liên quan đến đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Kết quả điều tra từ cơ quan công an, đa số vụ việc đối tượng phạm tội đều ở nước ngoài, nên việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp ngăn chặn, điều tra truy xét gặp nhiều khó khăn. Các cái vụ việc thì đối tượng lừa đảo đều sử dụng cái tài khoản không chính chủ do mua bán trên mạng và đều sử dụng cái dịch vụ ngân hàng điện tử. Nên khi bị hại chuyển tiền đến thì chỉ vài chục giây sau đối tượng đã chuyển tiền tiếp sang nhiều cái tài khoản khác nhau.
rồi chuyển mua tiền điện tử, mua hàng hóa trên các cái sàn thương mại điện tử và đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế cũng như là chuyển vào các cái ví điện tử để mà chiếm đoạt. Bên cạnh đó thì cái việc phối hợp giữa phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với các cái ngân hàng thương mại trong việc truy vết rồi phong tỏa cái dòng tiền còn rất chậm, dẫn đến cái việc không tạm giữ thu hồi được cái tài sản bị chiếm đoạt, dẫn đến cái tội phạm công nghệ cao này chưa được kiềm chế. Theo nhận định của cơ quan công an, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội vẫn diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn, chiêu trò mới ngày càng tinh vi, nhất là đánh vào tâm lý hám lời cho mua bán để lôi kéo nạn nhân sập bẫy. Vì vậy, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa giao Sở Du lịch tỉnh chủ trì xây dựng các sản phẩm du lịch dọc tuyến cao tốc dài 176 km từ thị xã Quảng Yên đến thành phố Móng Cái, gắn với lợi thế của mỗi địa phương. Việc phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ dọc tuyến thị xã Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái sẽ mang đến một trải nghiệm mới cho du khách khi đặt chân đến mảnh đất được ví như Việt Nam thu nhỏ, có vùng đồng bằng, biển đảo, vùng núi. Các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch được đưa ra bám sát tài nguyên du lịch của mỗi vùng như nhóm tài nguyên tại thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí, gồm tâm linh, văn hóa, lịch sử, gốm sứ mỹ nghệ, du lịch đồng quê. Khu vực thành phố Hạ Long khai thác giá trị vịnh Hạ Long, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái trên các đảo, du thuyền tham quan, thương mại, mua sắm, du lịch hội nghị hội thảo. Khu vực huyện Vân Đồn và thành phố Cẩm Phả khai thác du lịch nghỉ dưỡng, ẩm thực biển, du thuyền tham quan. Khu vực huyện Tiên Yên, huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà khai thác du lịch sinh thái cộng đồng, trải nghiệm. Khu vực thành phố Móng Cái trải nghiệm biên giới, giải trí, ẩm thực biển, casino. Chính phủ Nhật Bản mới đây cho biết sẽ bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ du lịch nội địa mới từ ngày 11 tháng 10 đến hết tháng 12 của năm nay. Theo đó, chương trình giảm giá du lịch quốc gia sẽ hỗ trợ một phần chi phí du lịch cho mỗi du khách với khoản tiền lên đến 11.000 yên, tương đương 76 đô la Mỹ, trừ thẳng vào phí du lịch hoặc ở dạng phiếu khuyến mãi có thể sử dụng để trả chi phí ăn uống, mua sắm và lưu trữ. Chương trình giảm giá du lịch quốc gia ra đời sau chương trình trợ giá Go to Travel được xây dựng dựa trên các chương trình giảm giá du lịch tương tự hiện đang được triển khai. Go to Travel được phát động vào tháng 7 năm 2020 đã mang lại lợi ích cho hơn 87 triệu người thông qua giúp giảm một nửa chi phí cho khách du lịch. Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu một chương trình giảm giá khác vào ngày 11 tháng 10 để hỗ trợ ngành giải trí, âm nhạc với mức giảm giá lên đến 20% và giá trị lên đến là 2.000 yên. Hãng công nghệ Apple vừa cho biết sẽ sản xuất điện thoại iPhone 14 mới nhất của hãng tại Ấn Độ khi gã khổng lồ công nghệ này chuyển một số bộ phận sản xuất khỏi Trung Quốc. Hãng Apple đã ra mắt chiếc iPhone 14 mới nhất tại sự kiện vào đầu tháng này. Apple cho biết dòng sản phẩm iPhone 14 mới giới thiệu các công nghệ đột phá và các khả năng an toàn quan trọng. Các chuyên gia phân tích tại JP Morgan kỳ vọng rằng Apple sẽ chuyển khoảng 5% sản lượng iPhone 14 từ cuối năm 2022 sang Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Apple cũng được cho là ngày càng tin tưởng vào thị trường Ấn Độ kể từ sau khi đưa hoạt động lắp ráp iPhone đến quốc gia này vào năm 2017 thông qua hợp tác với Wistron và sau đó là Foxconn, rất phù hợp với chủ trương thúc đẩy sản xuất nội địa của New Delhi. JP Morgan nhận định Apple có thể sẽ sớm phê duyệt hợp tác với các nhà cung cấp sản xuất Ấn Độ trong trung hạn và dài hạn. Trước đó, Bloomberg cũng đưa tin tập đoàn Tata của Ấn Độ đang đàm phán với Wistron để thiết lập công ty liên doanh lắp ráp điện thoại iPhone tại quốc gia này. Mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại so với dự báo cách đây vài tháng sau khi xung đột nổ ra Ukraine trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát có nguy cơ dẫn đến suy thoái ở các nền kinh tế lớn. Theo tổ chức OECD, mặc dù tăng trưởng toàn cầu năm nay vẫn được kỳ vọng ở mức 3%, nhưng triển vọng tăng trưởng năm tới được dự báo sẽ chậm lại còn 2,2%, thấp hơn dự báo được đưa ra hồi tháng 6. Sản lượng toàn cầu trong năm tới được dự báo sẽ giảm hơn 2,8 ngàn tỷ đô la Mỹ so với dự báo của OECD trước khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một khoản thiệt hại về thu nhập trên toàn thế giới, tương đương với quy mô của nền kinh tế Pháp. Nền kinh tế toàn cầu đã mất đà sau cuộc xung đột tại Ukraine. Tăng trưởng GDP đã bị đình trệ ở nhiều nền kinh tế và các chỉ số kinh tế cho thấy một giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài. Đáng lưu ý, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế ở khu vực đồng euro sẽ chậm lại, giảm mạnh từ 3,1% trong năm nay xuống 0,3% vào năm tới. Điều này có nghĩa là khối đồng tiền chung 19 quốc gia châu Âu sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái trong năm sau. Theo cảnh báo của OECD, việc tiếp tục gián đoạn nguồn cung năng lượng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng và đẩy lạm phát tăng cao, đặc biệt là ở châu Âu, khi tình trạng này có thể kéo lùi tăng trưởng của khu vực đến 1,25 điểm phần trăm và khiến lạm phát tăng thêm 1,5 điểm phần trăm, đẩy nhiều quốc gia vào suy thoái trong cả năm tới.
Các chính sách tiền tệ cần phải tiếp tục được thắt chặt ở hầu hết các nền kinh tế lớn để kiềm chế lạm phát một cách lâu dài. Các biện pháp kích thích tài khoá có mục tiêu từ các chính phủ cũng là chìa khóa để khôi phục niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Điều quan trọng là chính sách tiền tệ và tài khoá phải kết hợp với nhau. Mặc dù ít phụ thuộc hơn vào năng lượng nhập khẩu so với châu Âu, Mỹ cũng được cho là đang rơi vào tình trạng suy thoái khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa tiếp tục nâng lãi suất để đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng. Bất chấp triển vọng xấu đi nhanh chóng đối với các nền kinh tế lớn, OECD cho rằng cần phải tăng lãi suất thêm nữa để chống lạm phát, đồng thời dự báo lãi suất chính sách của hầu hết các ngân hàng trung ương lớn sẽ tăng đến 4% trong năm.